Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Crazy Crab 3.0.2. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Rồi, lâu quá không nói nhanh, bởi nói nhanh nó lạt hết cả hơi. Thì đấy, thì nếu như các bạn thích cái series này thì các bạn đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực cực kỳ lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình trên cái cơ thể của cái ông người đen kia mình này. Ủa cho này nhìn lạ lạ nhỉ. Hình như cho này mình lấy hết rồi đúng. Ủa cho này chưa lên đúng không? Nhưng mà hình như chỉ có ở ngăn dưới hay sao ấy, mấy ngăn ở trên chắc không còn gì rồi. Đây là mình đã ở tầng cao nhất rồi. Ánh đèn khắp mọi nơi, ghê vãi cả nồi. Thằng nào đấy? À, con người yêu gấu của mình. Mặc dù nó mặc đồ không đồng bộ với mình nhưng mình vẫn yêu nó. Mặc dù nó rất là style và phong cách hơn mình nhưng mà mình vẫn phải yêu nó bởi vì người yêu mà. Đấy, để mình sẽ xem một số thứ đồ có thể grab được ở cái này nhá. Thì thì nếu tập này đạt được 5.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm tập tiếp theo cho các bạn xem. Mấy cái thằng Krimo này bây giờ chúng nó quá yếu đuối so với mình các bạn ạ. Ok, không biết là bây giờ mình đã có thể bay được chưa. Ơ, gần đây lại có một ngôi làng nữa. Mình sẽ lại gần cái ngôi làng và thám hiểm. Ô, sao cái em này bây giờ lại chuyển qua mặc cái đùi, váy đùi này, nhìn thích vãi. Mấy thằng Krimo này thì giờ tôm tép hết. Tập trước thì nó còn giết được mình chứ qua tập 2 là ôi trời nhiều ong quá. Bây giờ thì ong thì mình chưa đánh được ong đâu, vì thế mình chỉ đánh được mấy cái thằng Krimo đó, thằng ngu này. Mày chết nè. Ôi, nó đánh bạn gái tôi. Bạn gái tôi đang tắm, nó ra nó nhìn trộm bạn gái tôi tắm. Mất dạy vô học chết đi. Giờ cái đàn ong nó bị cái gì kìa? Nó đang bị ong nó bị cái gì kìa? Rất có thể ong sẽ phải chết ở đây. Ủa. Trời ơi, ong nó gọi là nó tàng hình à hay nó độn thổ à? Cái đây gọi là độn thổ đúng không? Trời ơi, ong nó độn thổ à? Ngôi làng này chưa rồi, ngôi làng đã bị bọn Krimo nó chiếm đóng rồi. Chắc mình sẽ không vào ngôi làng nữa. Vào đó có mà thế thân à? Ngu gì anh vào? Anh đâu có ngu, anh lớn rồi, 24 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà để các em lừa đúng không? Rồi bây giờ nhìn đằng sau rồi, mình cứ tưởng là Tuấn khó đỡ. Anh ngờ không phải. Rồi, có một ngôi làng ở trên núi. Bây giờ mình sẽ đi kiểu như đường tăng thì thỉnh kinh lên tìm xem ngôi làng trên núi là bụi cây đã chết. Xem nó có cái gì. Trời ơi, ngôi làng này chắc chắn là mình chưa đi. Xong nó cứ bị gọi là giật phát, lâu cứ bị giật phát, mình không hiểu rồi sao. Melsimi à? Đây cái mình nào đấy? Trời, đây người ta xây tượng mấy cái mình mà mình chả biết là cái mình nào. Đầu tiên mình nhìn mình tưởng Melsimi cơ. Ai ngờ không phải. Một ngôi làng đây, một ngôi làng cũng khá là lớn. Ui cái gì á? Trời ơi tí. Ui ôi mấy con kia. Mấy con này là mấy con gọi là quái thú rồi đấy. Quái thú ở Crazy Crab đấy các bạn, đừng có đụng với nó, đụng nó chết đấy. Đụng thử phát. Thò đấm dân làng ấy. Ong ấy, ong ăn dân làng ấy. Kia em. Ui con này. Ủa nó đánh người yêu mình chưa? Đánh nó đi em. Đúng rồi, đập nó. Đúng rồi, đập nó. Rồi đánh có một máu này, đánh làm gì. Được. Mình gả cái kiếm cho em ấy. Gấu mình đâu rồi? Mày mày dám đánh gấu tạo, dám đánh gấu tạo. Ôi thôi, ngu rồi. Biết ngay mà đụng phải con ma tít này là chỉ có ngu người thôi. Các bạn lần sau đừng có đụng với con ma tít đấy nhá. Ồ, bật bản đồ nào. Chứ mờ không phải à. Thôi. Vậy bây giờ mình không biết bật bản đồ như nào rồi. Thôi kệ, cứ chạy lại chỗ đấy đi. Mình đâu đâu rồi, vậy là em người yêu của mình cũng đã ra đi tìm đường cứu nước rồi. Đập con chim để bay. Đợi tí nha, mình xem mình có thể bay được không nhá. Bay nào. Bay được chưa? Tôi không bay được luôn. Mình không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà hiện tại mình chỉ còn một máu. Quả này mà biến thành người chỉ có chết với con chim. Và đã biến thành chim mà bay cẩn thận là gặp mấy con kia chỉ có chết thôi. Con gì đấy? Melsimi kìa, anh em, xông lên. À không, đấy không phải Melsimi, mình nhầm. Đấy chỉ là một YouTuber gọi là nổi tiếng nước ngoài thôi. Mình chả biết gaming là gaming gì nữa. Các bạn có thể đoán được gaming này là gaming gì không? À mà xin nhắc lại là tập trước là một cái gaming gọi là chơi. Một YouTuber nổi tiếng chơi Minecraft mà mình muốn nhắc tới là YouTuber Duy Bựa. Một YouTuber mà gọi là đầu tiên trong những YouTuber mà chơi Minecraft ở Việt Nam. Chắc là đầu tiên luôn, bởi vì hồi trước mình thấy hầu như chả qua chơi Crazy Crab hoặc Duy Bựa hết. Đấy, thì có vẻ như Duy Bựa là một cái gọi là nền tảng đầu tiên cho cái nền Minecraft Việt Nam. Thế mà chả ai biết các cậu. Đúng là chả ai nhớ những người chơi đầu tiên hết. Đấy, thế mà chán. Không biết là có đúng là Duy Bựa chơi đầu tiên không, nhưng mà Duy Bựa là người gọi là gây ảnh hưởng đầu tiên đến Minecraft cho khá là nhiều người. Trong đó, điếu có mình. Đùa đấy, trong đó có mình.
Hồi xưa mình cũng thích xem Duy Bựa chơi Crazy Craft lắm, nhưng mà dạo này đang nghỉ. Hôm nọ mình cũng có gặp Duy Bựa qua một lần, mình hỏi Duy Bựa là sao dạo này không làm sao dạo đấy không làm Minecraft, thì Duy Bựa có nói với mình là dạo này Duy Bựa bận học không thể làm Minecraft được. À, cái này giống như cái cổng rồi. Cái gì á? Đấy, vẽ ra một cái cổng này mình có thể đi qua đây. Không vẽ đây nữa. Đấy là mình có thể đi từ bên đây qua. Ủa? Hình như là có hai cái đúng không? Một cái xanh, một cái vàng đúng không? Mình có thể bắn ở đây cái, bắn ở đây. Đấy, mình có thể đi từ bên xanh qua bên vàng đúng không? Éo được à? Vàng này. Cái này sử dụng như nào? Thôi lại chúa, để sử dụng sau vậy. Mình sẽ cất bớt vào cái backpack này to ghê. Như bạn nói là cái backpack này có thể chế tạo được. Mấy guốc này chắc không cần đâu nhỉ. Guốc này một số thứ gọi là tiền bạc đối với Vũ Lít thì bây giờ quá phù du rồi. Vũ Lít sẽ không cần nữa, sẽ trả lại cuộc đời tiền bạc. Cuộc sống của anh bây giờ gọi là sướng như vương giả rồi, cần gì tiền bạc nữa hả trời. Ở trong đây không có gì luôn. Mình sẽ đi lên xem có gì không. Mèo Simi. Lại tiền. Đi đâu cũng thấy tiền. Không, mình cứ tưởng là cái này nó dễ dễ lắm. Mấy cái tiền này mình không cần, tiền này nhiều quá rồi. Cái súng này mình không biết xài, thôi cất bà đi. Cái súng này mình nghĩ là vẽ cổng sau đó đi đi đến mấy cổng, nhưng mà thôi kệ đi. Cái quần steel với lại quần này quần nào mạnh hơn nhỉ? Để mình xem nào, đang là thiếu 2,5 cái thì mình mặc cái quần này vào thì vẫn là thiếu 2,5 cái. Thôi vậy là hai quần này ngang nhau. Nhưng mà mình thấy đồ xám xám gì nó chất hơn đúng không? Nhìn nó kiểu dân chơi hơn đấy, cho nên mình sẽ quyết định đổi qua đồ xám mặc cho nó dân chơi. Bởi vì ở dưới nó có rất là nhiều sắt đấy, mình thích thì mình xuống mình lấy thôi. Đây mấy cái yên cưỡi là lấy lại một cái để có gì mốt về sau cưỡi khủng long khủng liếc thì Pandora bot. Ui cái hộp Pandora này, cái hộp cực kỳ gọi là hơi bị khắm đấy, không biết là cái công dụng nó là gì. Thôi cứ đâu rồi, cứ để ở đây đã nha. Cái hộp Pandora mở ra là ra rất nhiều thứ gọi là kinh tởm ấy. Mình không biết là có thật hay không, nhưng mà truyền thuyết kể như vậy thì mình cứ tạm thời biết là như vậy đi. Bây giờ nó không cho. Lại rất là nhiều tiền. Cuộc sống của mình bây giờ gắn liền với chữ tiền à. Đi động cái tiền này. Nhưng mà Vũ Lít không cần tiền. Vũ Lít quá giàu rồi. Giàu vãi cả nồi rồi. Cho nên là tiền bạc với anh không quan trọng. Ngoài đời cho thì lấy, chứ trong game cho méo thèm. Thế nhá. Hết rồi. Vâng, chúng ta đang ở trên đầu của Mèo Simi. Thực sự đây không phải Mèo Simi đâu. Mình nghĩ là vậy thôi. Theo các bạn đây là game mình gì? Cái mình cáo cáo gì á, nhìn. Nhưng mà mình nghĩ đây là một game mình nữ, chả có game mình nam nào lại chơi mà cái skin khắm thế này được. Từ từ mình sẽ đi đào một ít sắt, bởi vì ở đây có rất là nhiều gọi là khối sắt nè. Không đào thì lại bảo là cái gì nhỉ, bỏ qua. Đấy. Thì vì thế mình quyết định là mình sẽ đào nhá. Này ngon phết đấy. Đấy. Đào đống sắt này mốt được làm đồ nữa đúng không? Không biết là mốt có liên quan thế giới kiến lâu tìm được kiến nâu, tìm được king hay là queen gì không. Cái gì á? Sợ giật cả mình. Điện thoại nó thông báo cái gì á? Mình nói chung bây giờ chỗ này nhớ rồi. Cuốn sách được phù phép linh hồn gì? Linh hồn lạc lõng à? Rồi bây giờ đi ngủ ra, trời đã tối. Và lòng người đã gọi là đi vào cái sự bình yên rồi, phải đi ngủ thôi. Không ngủ tí nó chết đấy. Ok, rồi. Cái tay rõ ràng là tay của Steve luôn. Lại đào thêm một ít nữa. Thử xem cái khối sắt này có thể làm được gì nào. Panting. Toàn làm cái cuối cuối này. Trời ơi. Có làm được súng nè. Súng đúng không? Thrower. Nhưng mà ghẻ quá. Đây là cái gì đây? Z. Cái này giống như kiểu cánh máy bay nhỉ. Hình như là cánh máy bay ấy. Làm mấy cái phim mấy phiếc thì thôi, gọi là cũng không cần thiết lắm. Đào nốt một cục nữa. Để làm để mốt cái gì làm nguyên set giáp ấy mà chưa. Đây 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 rồi, đây có một em gái xinh hơn em kia. Và tội quái gì mình không bắt về nhỉ? Bắt về làm gấu nhỉ? Em ơi. Đấy. Vâng, giới thiệu các bạn tôi đã có gấu mới. Gasington. Đây có một con Gasington này. Gasington rồi, Gasington đội mũ đẹp rồi. Gasington. Gasington rồi, được cái mũ Dragon rồi. Vì thế mình đã phải giết một con gà sinh tồn. Rồi, lại có một cái cây bắp ở đây. Bộ giáp của mình có vẻ như... Con gì kia? Ui, con nhện à? Đậu phụ, con gì đây? Con gì tớm này? Đâu, em người yêu đâu? Ôi giời, sao chưa gì mày đã cởi chuồng rồi này? Tao có để hấp diêm ở đâu mà mày cởi chuồng rồi? Xem con nhện. Nhện rồi. Đâu ơi. Mình vừa thấy rõ ràng vừa thấy một con nhện khổng lồ đấy xong. Nhện khổng lồ. À, dết khổng lồ chứ nhỉ? Nhưng mà nó đi đâu mất rồi? Mình đang đi kiếm con Z khổng lồ.
Mặc dù mình đánh không lại đâu nhưng mình vẫn phải kiếm nữa. Sau cái trò này nó cứ bị giật giật khung hình là sao nhỉ? Mình rất là ghét. Hay mình để ổn định nó ở 60 fps nhỉ? Khung hình đấy, 60 đi. Cho đỡ bị giật đấy mà. Để cao quá lâu lâu nó hay bị giật đấy. Để ổn định như này thì nó sẽ không bị giật nữa. Vẫn giật à, đậu phộng. Cái gì á? Ai đánh em á? Ý con gì đấy? Ui, ui, con gì đấy? Con gì hồng hồng ấy nhở? Yêu ơi, con này bắn vãi. Con gì nhìn khắm vãi. Ui, kệ mở đi. Mình bên mình có thể cầm hai kiếm mà đúng không? Con lợn này nó bị gọi là lợn tự kỷ rồi. Nó chui mình sau gọi là miếng thủy tinh. Em núp mình sau song sắt. Không thể tin được. Rồi bây giờ cái con này đập mới chết bây giờ. Đây có một cái ngôi làng nữa. Nhưng vừa thấy con rết khổng lồ mà nhờ. Mà không thấy nó đâu nữa. Thế cơ mà. Quay lại kiếm thế mà. Từ từ kiếm gì ăn đã. Bắp biếc là các thứ phải để trên người. Ok, bắp rang bơ. Popcorn. Bây giờ đi quay trở lại tìm con rết nha anh em. Mình gọi là rất là hay tò mò vì thế mình phải quay trở lại để tìm kiếm cho con rết là như thế nào. Và manh mối để dẫn đến cái vấn đề gì. Và con rết bao nhiêu. Ui rồi ôi. Thôi chắc mình qua thế giới kiến đâu. Hello. Qua thế giới kiến đâu kiếm có nhiều thứ hay ho hơn rất là nhiều so với cái thế giới kiến thường. Hello. Nó cũng không lắc lắm. Đây mà là ơ cái gì đấy. Ở thế giới kiến đâu rồi nó khác hơn so với những thế giới khác ạ. Có mấy gì bay lên trời kìa. Cái việc mà qua thế giới kiến đâu rồi chắc là chỉ để chúa tìm. À đây là cây dâu à, cây dâu tằm mà. Qua thế giới kiến đâu rồi chúa để mình đi tìm kiếm mấy cây của The King và cây của The Queen thôi. Chứ nó cũng không có gì gọi là to tát lắm. Chữ M là gì nhỉ? Mình tưởng là chữ M là mở minimap ra mà không phải. Bây giờ nó bắt đầu load map cho nên nó hơi bị lắc nhá. Nếu mà các bạn thấy lắc quá thì các bạn cũng thông cảm với mình. Rồi tiếng dế kêu đúng như trong những cái tiếng gọi là trong những cái trong phim luôn. Bây phải đứng đợi tí để load map đó. Tiện thể mình sẽ xem mấy cái này làm được cái gì. Cái này có thể làm được một bãi cứt di động. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Mấy con à kiến đỏ. Đồng thế. Xem trượt không này. Rồi. Rồi em gấu kia nuôi mày về té à, cứu ra gái đậu phộng mày. Rồi nó cắn. Ôi rồi, ôi rồi. Rồi tao giết xong rồi mới chạy lại. Mày giả vờ thân thiện à, mày giả vờ nhân ái à, con lợn sữa. Đậu phộng mình giết xong hết nó bắt đầu nó quay lại nó xem thế nào. Ui, bề mới đang load map các bạn ạ. Vì thế mà nó hơi lắc. Quá lắc luôn chứ hơi what the fuck. Nhưng mà máy mình xịn vãi cứt thôi mà sao chơi vẫn còn lắc nhỉ? Chắc mình chưa biết tận dụng cái máy ấy. Mình chỉ biết tận dụng những cái thứ mà nó gọi là có hay ho nhất là cái máy này. Trên đầu kia lại có thêm một em nữa. Ơ, em đây. Trời lắc thế. Không tin được. Đợi đợi lát một tí đã. Trời em này đi lại tìm kiếm em kia rồi. Rồi. Cuộc đánh nhau của những con đàn bà. Đến xem nào em. Đến lại gần tí là chúng nó gừ nhau ngay. Để xem mà chúng nó gừ nhau không. Ok. Chắc là không rồi. Đấy biết ngay mà. Thấy gái bu quanh Vũ Lít là chạy lại đánh két liền. Ghê vãi cả nồi thôi. Kiếm tí gọi là dâu tằm ăn nữa. Cái thế giới nó có nhiều cái cây to quá cho nên là mình nghĩ là nó sẽ bị lắc á. Chắc không sao đâu, mình sẽ đi một tí là chắc là nó sẽ hết lắc. Ok, kiếm gì hay hò đây nào. Úi giời. Thật sự mình thấy con rết khổng lồ mình không kịp làm gì hết. Mình rất là muốn đến lại gần mà gọi là âu yếm hỏi xem mà em rết khổng lồ em ấy sống thế nào. Cuộc sống bây giờ thế nào, có khó khăn hay không. Và có nhớ anh Vũ đẹp trai hay không. Thế mà. Đấy bê mình vợ ở đúng không. Ok mình nghĩ là mình sẽ dừng tập này đây nhé. Và nếu các bạn thích cái series này thì các bạn đừng quên like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nếu tập này đạt được 5.000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Mình nghĩ là 5.000 like đối với mọi người cũng không có khó lắm nhỉ. Cái kênh của mình cũng được 140 mấy nghìn người đăng ký rồi. Thì mình nghĩ là 5.000 like cũng không có khó lắm. Vì thế mà mọi người hãy cố gắng ấn nút like và chia sẻ cho mình để cho cái kênh của mình nó càng phát triển. Để đỡ bị tụt hậu so với những cái mình khác. Chứ kênh của mình bây giờ nó đi xuống quá rồi. Mình phải cố gắng tìm cách để đưa cái kênh của mình đi lên. Thế nhá, chào tạm biệt anh em.